Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Cuộc sống Mỹ của Tommy. Hiện tại hôm nay ngày thứ ba, ngày hốt Tommy đã có mặt ở thành phố Orlando của bang Florida. Đây sau lưng Tommy là con đường Colonial Drive, là con đường huyết mạch của người Việt Nam mình. Đa số những cái hàng quán của người Việt Nam mình chợ búa đều tập trung ở đây. Đây là ở Orlando, Florida. It's beautiful work. Thank you so much. Yeah. Cái cô Mỹ này có vẻ là ở trong cái bàn kinh ở chỗ phở Hương Lan ở dưới Orlando nè. Có vẻ đẹp quá. Nước sơn. How long will they last? Which one? How long will they last? They last for a while. So you put a coat on and they last. How long? How long they last? It lasts a long time. A year? Yeah, I know on the wall they last long. On the wall they last longer. Yeah, but not on the floor because the people walking on it. Yeah, but this is heavy duty, $50 a gallon table. Yeah. This is meant to be stepped on. It's meant for fences and outside and decks and. So this the heavy duty like for the outdoor fence. Do I want what? A mural? You want one like this? Your house? No, I don't live around here though. Oh no? Yeah. So how much do you charge? For something like this? Uh-huh. Probably like 5 to 6 thousand. 5,000? 6,000. 6,000. How long it take you to finish then? This was hard because of rain and condensation and that. So if it's indoors, it's less time. If it's outside, probably like a month. You can draw on the walls like graffiti. I like art better than graffiti. Yeah. Thì cái cô này có nói là cổ vẽ cái như vậy nè. Nếu mà mình có cái nhà, có gì đó, cái tiệm cái gì mình kêu cổ là vẽ giống như cái bức tranh này nè. Tại vì ở trước cửa hàng này là cái tại vì ở đây là ở Orlando là đây là cái nhà hàng chai, nhà hàng Vietnamese Veggie Gardens, nhà hàng bán đồ chai, cho nên họ mướn cái cô này lại vẽ bức tranh này. Các bạn thấy không, toàn là rau cải không à, rau cải trái cây không à. Thì ở đây vẽ cho cái nhà hàng chai thì cô nói là cái bức tranh này là 6,000. Cô còn lại vẽ bởi vì cô làm lâu lắm, bởi vì tùy theo thời tiết, mưa gió cô vẽ không được. Thì cái bức tranh này là 6,000 đô. Cô hỏi mình nếu mà muốn thuê cô lại vẽ cái nhà, cái sân vườn gì không. Đây là Sài Gòn nè. Vẽ cái bức tranh này Sài Gòn nè. Đẹp không? I like the weather here better because now it's winter time. In Maine, it's too cold. It's way too cold. I live in Pennsylvania. Oh, where in Pennsylvania? Allentown. Okay, I used to live in Philadelphia. It's cold there too. Yeah, I live in Philly for 7 years. Wow, it's a nice place. Before I move up to Maine. Oh wow. Yeah. Allentown, what is ski area over there? I forgot. Blue Mountain. Yeah. Bocono. Yes. Bocono. Allentown. Thì Tommy đang ở Orlando, ở trên con đường huyết mạch của người Việt Nam mình. Đó là con đường Colonial Drive. Thì ở đây nó có phở Hương Lan, bánh mì Nha Trang và nhà hàng chai Veggie Gardens và Kim Nga Travel và tiệm vàng Kim Thành như vậy.
Hôm nay thời tiết ở Orlando rất là đẹp nha. Giờ thì Tommy đang có mặt ở trước cửa phở Hương Lan. Tái nầu gân sách nạm dè giòn. Từ lưu học dưa hết rồi. Cái này phở xe lửa hả? Ừ. Xe bồ bồ á. Còn cái này cái gì? Phở tô medium, đặc biệt medium. Quá nhiều được nhiều. Phở Hương Lan, Orlando. Nhắm măng chanh hả? Cái nhà gì mà con bị ngang có 4 mét mà bị dài có mấy chục mét này sao nó chịu nổi ta? Thường thường bị dài 2 mấy mét hả chị Ba? Đúng rồi, quay. Bị ngang mà có 4 mét thì nó... Tại cái lô đất người ta vậy hả? Ủa hả? Tùy không phải là 5-6 mét chứ. Một lô có 4 mét. Chủ can, mua 4 can, nhà có lầu không? Không có lầu nữa. Có lầu nữa. Nhưng nó hẹp quá, sẽ hẹp đi. Người bạn ta mua nhà lớn, người ta mua 2 lô. Nó sạch thì sao? Ừ. Mua 2 lô. 2 lô thì đúng rồi. Đâu có sạch rồi. Nó xoay cho những gì nữa nè. Đúng rồi, cái tường này nhập với cái tường kia là giống như vậy cũng không có cuộc sống còn riêng biệt nữa. Dễ nổi không? Có chút xíu phải mang cái giày người lớn. À, cái miếng này vô rồi. Cholesterol nó lên rồi. Đây là quang cảnh trước tiệm phở Hương Lan. Thì các bạn nào ở phương xa tới Orlando thì ghé đường Colonial Drive ở khu Việt Nam, ghé ăn tô phở Hương Lan nha. Cũng nói chung thì cũng ok, cũng chấm được 8 điểm. Bánh phở tươi hơi lạ và cũng ngon. Sao, no bụng chưa? No giờ đi được chưa? Ở đây có quán nhỏ nè, quán nhỏ chợ Tiến Hưng và phở Hương Lan. Đây có bánh mì Boston, hoa phát chuyển tiền nhanh. Tết nhất tới rồi. Lo làm kiếm gạo gửi về cho bà con bên Việt Nam ăn Tết. Đây là khu của người Việt Nam mình ở Orlando, ở tiểu bang Florida. Con đường Colonial Drive này, nhưng mà nó quán xá rồi nó cũng ít, nó không có bằng giống như ở dưới Dorchester của Boston. Đây là vô khu Phước Lộc Thọ. Ở đây có Huy Hoàng Carol, giống như ở trên Dorchester Boston mình, chỗ gửi hàng hóa về Việt Nam. Và ở đây nó có Gongcha, bố bà đó, bố bà Ti. Đây có chợ Phước Lộc Thọ, khu chợ của người Việt Nam ở trên đường Colonial Drive ở thành phố Orlando. Tôi mình thấy lạ nha, cái chợ Phước Lộc Thọ nó nằm trên con đường huyết mạch của người Việt Nam ở Orlando. Chợ quá lớn, quá rộng luôn. Nhưng mà sao không có một người khách hàng nào hết. Chỉ có gia đình của Tommy thôi à. Không hiểu sao ngộ quá. Trong khi những cái chợ mà mình thấy đi vào những cái chợ trên St. Petersburg, thí dụ vậy, của người Việt Nam mình vô là mình thấy người ta tấp nập lắm. Còn chợ này quá lớn, quá rộng luôn. Bao la luôn. Hàng hóa thì đầy đủ, bao la.
mà không có một người khách hàng nào hết, hoàn toàn không có người nào luôn. Thấy lạ quá, thấy rất là lạ nha. Lần đầu tiên trong này mới thấy. Không chỉ là nó nóng đều không khô hết, hổng nào nó cũng nóng hết. Đây là nhà của Trang Đài và anh Phước nha các bạn. Nhà này rất là rộng, nhà này có khoảng 5 acre đất, là tương đương với 2 hectare của bên Việt Nam mình á, tính bằng bên Việt Nam mình á. Thì ở đây mỗi lần mà có party á thì sức chứa của nó rất là nhiều nha. Khoảng 100 người là ở đây là thiếu cái nón giấy nữa là thành chép khúc của Nhật luôn rồi. Đó, một cây vậy là 75 đồng. Nó đủ lửa bây giờ nó nóng nó thơm chứ sao. Chef Khúc đang nấu món hibachi mà Tommy thường hay nói đùa đó. Thì mỗi lần mình đi vô nhà hàng Nhật mình ăn, mình hay nói là món này là món hai bà chị, tức nghĩa là hibachi đó các bạn. Chef Khúc nghiện quá, rất là điêu luyện, rất là professional, rất là thành thạo. Xào, đang xào thịt bò nha. Đây là thịt bò Kose chứ không phải là Kobe. Rất là ngon. Bởi vì cái bếp này là cái bếp dùng để từ Nhật nó nấu hibachi đó các bạn. Thì cái bếp này lửa nó rất đều, thấy lửa hồng ở dưới không? Nó đều hết từng mỗi góc cạnh của cái bếp. Nó nóng nó đều, thành ra mình xào cái thịt bò rất là ngon, nó mềm, nó ngon. Và cũng giống như mình làm cơm chiên, tất cả nó đều ngon hết, nó nóng quá. Vô vô thấy chưa, lấy cái dĩa ngon chưa.
xếp chưa được đẹp lắm hả? À, mời nha. Mời mấy bạn. Chủ yếu là cảm ơn nha, cảm ơn mọi người tới chơi nha. Chủ yếu là vui. Chủ yếu là vui. Tại các người nấu cũng vui không? Nấu kỹ rồi ha. Tập lẽ không? Chuẩn bị sẵn đồ cho ổng là xong hết á. Đồ ăn ngon, rồi gặp lại bạn Hiền nữa. Thì không khí gia đình đêm nay rất là ấm cúng nha các bạn. Đồ ăn anh Phước nấu rất là ngon. Phải nói là tài nấu nướng của anh Phước bây giờ là quá tuyệt vời. Sạch xanh xanh luôn à, láng hết luôn. Quá ngon, quá tuyệt vời. Bây giờ con mai chạy lên ăn tiếp. Cuối video hôm nay sẽ được kính chúc cô bác, anh chị em và bạn bè một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và những người thân yêu.